Đối với chúng sanh cũng là như vậy. Tùy theo chúng sanh thích nghi với pháp nào, thì ngươi nên dùng pháp ấy mà độ cho họ. Nếu cần hai pháp thì nói định và huệ. Nếu cần ba pháp thì nói giới, định và huệ. Nếu cần bốn pháp thì nói bốn niệm xứ. Chư vị Bồ Tát do có tín lực mạnh, lại có tâm đại bi, thương xót chúng sanh, nên học hết thảy các pháp để tùy duyên độ họ. Phật tuy có vô lượng thần lực nhưng chỉ dùng 10 Phật lực cũng đã đủ để độ chúng sanh rồi. Trong 37 phẩm trợ đạo có 10 pháp căn bản gồm tín, giới, tư duy, tinh tấn, niệm, định, huệ, từ, hỷ, xả. Lại nữa nên biết, tín có tín căn và tín lực, giới có trái ngữ, trái nghiệp, trái mạng, tinh tấn có tấn căn, tấn lực, tấn giác và chánh tinh tấn, huệ có huệ căn, huệ lực, huệ trạch pháp, chánh kiến. Nếu các niệm đều tùy thuận trí huệ, đều ở trong sự duyên khởi mà chánh trú thì gọi là niệm xứ. Nếu phá tạp pháp hành chánh đạo thì gọi là chánh cần. Nếu như tâm an ổn ở trong duyên thì gọi là như ý túc. Nếu khiến được tâm đắc pháp thì gọi là lực. Nếu được nhiều trí tâm thì gọi là lợi căn thượng trí. Bồ Tát dùng trí huệ như vậy nên thấy được đạo và được nơi thật tướng pháp. Hỏi: vì sao nói đến bốn niệm xứ trước rồi sau mới nói đến bốn chánh cần? Đáp: tu 37 phẩm trợ đạo là mở đường bước vào đạo. Hành giả khi mới được nghe pháp, mới học kinh, trước hết phải biết cách giữ gìn pháp, nên phải tu bốn niệm xứ. Theo pháp ấy cầu đạo quả mà siêng năng tinh tấn hành trì thì được bốn chánh cần. Tinh tấn quá nhiều cũng có thể khiến tâm bị tán loạn, nên phải nhiếp tâm cho được điều hòa nhu nhuyễn thì sẽ được bốn như ý túc. Khi tâm đã được điều hòa nhu nhuyễn rồi mới sanh được năm căn. Vì thật tướng pháp quá thâm diệu, khó tin khó giải, nên chỉ người thâm tín mới vào được. Như vậy gọi là có tín căn. Khi tín căn đã bền vững rồi, với tinh tấn cầu đạo chẳng hề tiếc thân mạng, như vậy gọi là có tấn căn. Thường niệm đạo gọi là có niệm căn, thường nhiếp tâm gọi là có định căn, thường quán thật tướng của bốn đế gọi là có huệ căn. Với sự tăng trưởng của năm căn, các kiết sử phiền não dần dần bị phá. Khi đã tăng trưởng vững chắc như rễ cây đại thọ bám chắc vào đất, thì năm căn có sức mạnh thâm nhập sâu vào đạo pháp và trở thành năm lực. Khi đã đầy đủ năm lực rồi, hành giả tiến tu bảy chân thật pháp cũng được gọi là bảy giác tri, hay bảy giác phần, hay bảy bồ đề phần. Phân biệt đạo pháp có ba pháp, đó là trạch giác tri, tinh tấn giác tri, hỷ giác tri. Nếu ba pháp này đã được chuyên nhất đồng đạo thì phải tiến tu ba pháp nữa, đó là trừ giác tri, định giác tri, xả giác tri. Nếu khi hành đạo mà tâm động thì phải tu chuyên nhất hai giác tri định và niệm. Định giác tri và niệm giác tri thường nhóm các thiện pháp, ngăn các ác pháp. Ví như người giữ cửa, thấy có lợi thì cho vào, không có lợi thì ngăn lại, không cho vào. Nếu hút tâm bị trầm một thì phải niệm ba giác trì trạch tinh tấn và xả để thức tỉnh trở lại. Nếu hút tâm bị tán loạn thì phải niệm ba giác trì trừ định và xả để nhiếp tâm trở về. Như vậy là được đầy đủ bảy chân thật pháp, chứng được vô vi, vào được niết bàn. Bởi vậy nên gọi bảy pháp này là bảy bồ đề phần. Một, bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ gồm có thần niệm xứ, quán thân bất tịnh; thọ niệm xứ, quán thọ thị khổ; tâm niệm xứ, quán tâm vô thường; pháp niệm xứ, quán pháp vô ngã. Phàm phu ở nơi thân thọ tâm pháp thực khởi ác tà niệm, rơi vào bốn chấp điên đảo, là trong bất tịnh mà cho là tịnh, trong khổ mà tưởng là vui, trong vô thường mà tưởng là thường, trong vô ngã mà chấp có ngã. Như vậy bốn niệm xứ được lập ra nhằm phá bốn tà kiến chấp điên đảo của phàm phu về thân thọ tâm và pháp. Hỏi: thế nào gọi là quán thân bất tịnh? Đáp: hành giả y tịnh giới, chú nhất tâm, quán thân có năm thứ bất tịnh, đó là chỗ sanh bất tịnh, chủng tử bất tịnh, tự tánh xả bất tịnh, tự tướng bất tịnh, toàn thân rốt ráo bất tịnh. Về chỗ sanh ra thân bất tịnh, có bài kệ: thân hôi hám ô uế, chẳng từ nơi hoa thơm, chẳng từ nơi núi báu mà sanh chỗ bất tịnh. Về chủng tử thân bất tịnh có bài kệ: cha mẹ do tà niệm dấy lên lửa dâm dục, toàn thân khí bừng nóng biến thành ra tinh khí, con do duyên nghiệp cảm, chủng tử thức thọ tinh an trú trong huyết trắng, hình thành chủng tử thân, thân bất tịnh điên đảo, chẳng tìm lối tinh sạch mà theo uế đạo sanh, ấy chủng tử bất tịnh.
về tự tánh xả bất tịnh có bài kệ: từ chân lên đến đầu bọc trong túi da mỏng, chứa toàn thứ bất tịnh chẳng có gì tinh khiết. Phàm phu đắm chấp thân, dùng y phục trang sức, lấy hương hoa xông ướp, lo tắm rửa bổ dưỡng, các thứ đem vào thân dù thơm tho quý giá, chỉ trải qua một đêm đã biến thành bất tịnh. Dù đặc lòng khí hơi thải ra đều xú uế, nước biển dù vô lượng chẳng sao tẩy sạch được. Về tự tướng bất tịnh có bài kệ: sắc thân bất tịnh này có 9 lỗ thoát ra, 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, lỗ miệng, 2 lỗ đại tiểu tiện, thải toàn thứ bất tịnh từ các lỗ chân lông thoát mồ hôi dơ bẩn. Về toàn thân rốt ráo bất tịnh có bài kệ: thường xuyên khắp toàn thân như cái túi bị thủng, tuôn ra chẳng ngừng nghỉ toàn những thứ bất tịnh. Thân tự tướng bất tịnh, chết rồi sẽ tan rã, bỏ vào lửa thành tro, chôn dưới đất nát hoạ, chưa chôn đã sình thúi, chuồng bọ tìm đến ăn. Thân người chết như vậy thật quả là bất tịnh. Thân người bất tịnh như vậy nên người tu phải dùng phép quán tưởng như bài kệ thuyết: quán thân bất tịnh này quyết sẽ về chỗ chết, khi vô thường đã đến chẳng sao níu kéo được. Như nước các nguồn sông rải rác khắp nơi nơi, khi dồn vào biển cả đều biến thành vị mặn. Những đồ ăn thức uống dù ngon ngọt thơm tho, khi chuyển vào đến bụng đều biến thành bất tịnh. Người tu hành biết vậy nên nhàm chán thân này vô thường và bất định. Vui ít khổ lại nhiều, có thân là có khổ, khổ trong lẫn khổ ngoài. Khổ trong gồm 4 thứ là sanh già bệnh chết, ngoài cũng nhiều thứ khổ do nóng lạnh binh đao, đã sanh có thân này chẳng sao tránh được khổ. Hỏi vì sao nói thân chỉ có khổ mà chẳng có lạc? Đáp: các bậc thánh hiển nói đến các khổ sanh già bệnh chết là thuần khổ, vậy mà phàm phu vẫn cứ tìm thú vui trong các khổ ấy. Ở trong khổ, phàm phu chọn nỗi khổ nhỏ làm niềm vui để tự an ủi lấy mình. Ví như người bị xử án tử hình, nếu được giảm án thành chung thân sẽ cảm thấy vui mừng rồi vậy. Lại ví như người đi xa mệt mỏi, nếu tìm thấy được một nơi có bóng mát để nghỉ chân sẽ được vui trong phút chốc. Thế nhưng vừa hết mỏi mệt nghĩ đến đoạn đường dài còn phải đi thì sẽ sanh khổ trở lại vậy. Như vậy là ở ngay trong vui đã tiềm tàng mầm móng khổ rồi. Từ khi sanh ra đời đến khi nhắm mắt lìa đời, chẳng có gì là vui cả. Thế nhưng phàm phu vẫn cứ đắm mình trong năm dục, tìm niềm vui trong chốc lát, để rồi phải gánh chịu bao nhiêu nỗi khổ về sau. Người lành mạnh thấy người đang lâm bệnh nặng dù lòng thương xót, cũng như vậy người đã ly dục rồi, nhìn người đang mê dục lạc rất đáng thương. Lửa dục thiêu đốt thân tâm gây biết bao nhiêu khổ đau phiền não, càng thọ dục càng thêm khổ. Bởi nhân duyên vậy nên phải thường quán thân là bất tịnh, là vô thường, là nguồn gốc của khổ đau, rồi phải tu ly dục để diệt khổ mới mong tìm được sự an lạc. Hỏi vì sao gọi thân là vô ngã? Đáp: vì thân chẳng được tự tại. Ví như người bị bệnh bại liệt chẳng có thể đi lại được, người bị bệnh yết hầu chẳng có thể phát ra tiếng nói, chẳng có được tự tại vậy. Người tu hành biết rõ thân không tự tại nên thường niệm thân là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Như vậy gọi là thân niệm xứ. Người tu hành lại nghĩ rằng chúng sanh ở thân trước cũng như ở thân này, vì do 6 nội trần và 6 ngoại trần sinh ra 6 thức mà có thọ khổ, có thọ lạc. Như bài kệ thuyết: tại gia cùng xuất gia, chư thiên long bát bộ và hết thảy chúng sanh trong 5 đạo 10 phương, thường ưa vui ghét khổ, hạng phàm phu vô trí do điên đảo lầm lạc đắm mình trong năm dục, chẳng cầu vui niết bàn. Người tu hành rõ biết lạc thọ là giả danh, nơi lạc sẵn có khổ, lạc thọ trong thế gian đều từ điên đảo sanh. Người cầu lạc thọ ấy chỉ chuốc lấy toàn khổ. Hỏi thế gian do chấp điên đảo mà phải thọ khổ, như vậy thì thiền định vô lậu lạc của chư vị thánh hiền có phải là thật lạc không? Đáp: vô lậu lạc là thật lạc, chẳng có dẫn sanh khổ. Phật dạy vô thường là khổ nhằm dẫn dạy người thế gian mê chấp các pháp hữu lậu vô thường sanh diệt mà phải thọ khổ.
chứ vị thánh hiền đã được vô lậu pháp tâm chẳng còn chấp đắm, nên chẳng còn bị lửa vô thường thiêu đốt nữa. Hỏi: vô lậu lạc và hữu lậu lạc khác nhau như thế nào? Đáp: vô lậu lạc là thường do trí huệ sanh nên chẳng còn có các chấp, còn hữu lậu lạc là vô thường do ái kiết dẫn sanh và lấy ái làm gốc. Phải có thật trí huệ mới ra lìa được hữu lậu lạc, do quán hết thảy pháp vô thường mà có được vô lậu lạc, do vậy chẳng còn sanh kiết sử. Ví như con dê bị trói chờ giờ làm thịt, rõ biết số phận mình sắp chết nên dù ăn nhiều cũng chẳng có sanh mỡ. Chư vị thánh hiền thọ vô lậu lạc mà tâm chẳng có đắm trước, lại dùng tâm vô lậu quán chúng sanh đắm mình trong năm dục mà cũng chẳng có đắm trước. Vì sao? Vì rõ biết dục lạc là vô thường, là hoại tướng, dẫn đến thọ khổ. Chư vị ấy cũng chẳng sanh tâm sân nhuế, do chẳng chấp sự thọ lạc, cũng như sự thọ khổ mà chư vị thánh hiền thường ở trong chánh niệm, như vậy gọi là thọ niệm xứ. Lại nữa, chư vị thánh hiền quán tâm chúng sanh điên đảo, niệm niệm sanh diệt, vô thường, ngày nơi mỗi niệm cũng chẳng có trú, nên cũng chẳng có thọ khổ thọ lạc. Vì sao? Vì tâm khi mới vừa thọ khổ thọ lạc thì liền thay đổi, khi khổ hay lạc vừa mới giấy sanh thì tâm liền đổi khác. Như vậy là niệm niệm tương tục thay đổi thì làm sao có thể gọi là tâm thọ khổ hay thọ lạc? Lại nữa, tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa sanh thì làm sao có thọ khổ, có thọ lạc? Lại nữa, tâm hiện tại ở nơi mỗi niệm cũng chẳng an trú thì làm sao có thọ khổ, có thọ lạc? Bởi vậy nên phải quán tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai đều là bất khả đắc, như vậy gọi là tâm niệm xứ. Hỏi: niệm hiện tại có trú, như vậy làm sao lại nói ở hiện tại chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc? Đáp: nên biết hết thảy pháp hữu vi đều là vô thường, nên chẳng có thời gian an trú, do vậy ở hiện tại chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc. Như lời Phật dạy, hết thảy pháp hữu vi đều chẳng có trú thời, mặc dù giả lập ra có tướng, ba tướng sanh trú diệt. Ví như sự mặc chiếc áo mới chẳng có ba giai đoạn: chưa mặc, đang mặc, đã mặc. Thế nhưng ý niệm về mặc áo mới chẳng trú ở một thời điểm nào nhất định cả. Suy rộng thì biết rõ các pháp chẳng qua niệm niệm tương tục thay đổi nên chẳng có trú thời. Đã có trú thời thì làm sao có thọ khổ, có thọ lạc được? Phàm phu tương tục sanh tâm nên tưởng có các tướng khổ tướng lạc, mà chẳng biết rằng các pháp hữu vi đều là vô thường, trước không nay có, tạm có rồi lại không. Phật dạy, phàm phu có thể biết được thân vô thường mà chẳng biết được tâm vô thường. Thật vậy, nhìn về quá khứ, từ khi còn non trẻ tráng kiện, nay đã già nua đầu bạc răng long thì biết rõ thân này là vô thường, là như huyễn, nhưng rất ít ai thấy được tâm vô thường. Người tu sau khi quán thân là vô thường, là bất khả đắc rồi, còn phải quán tâm là vô thường, là bất khả đắc. Quán thức tâm do duyên hòa hợp sanh chẳng có tự tại, nên cũng là vô ngã, bị các duyên bên ngoài chi phối, như vậy gọi là tâm niệm xứ. Hỏi: tâm hay sai khiến thân, như ông vua thống trị cả một nước, sai sử thần dân, điều binh khiển tướng. Lại nữa, do có tâm sai khiến thì thân mới thọ dục lạc. Như vậy, vì sao nói tâm là vô ngã? Đáp: nếu nói tâm có ngã thì tâm cũng sai sử ngã, như vậy là không cùng. Vì nếu tâm sai sử ngã, rồi ngã lại sai sử tâm, khiến tâm sai sử thân, thì chẳng bao giờ cùng tận được vậy. Hỏi: người lấy lửa thiêu đốt vật hẳn là phải có dụng tâm rồi, nhưng nếu không có thần thì lấy gì sai sử được tâm người? Đáp: lửa tự có công năng thiêu đốt, chẳng phải có người dụng tâm thiêu đốt, cũng chẳng phải đợi có thần sai sử tâm người mới thiêu đốt được vật. Lại nữa, các pháp hữu vi có tướng, có còn thần là chẳng có tướng. Nếu ta muốn thở ra thở vào, muốn thọ khổ thọ lạc mà quy tất cả các tướng ấy đều là thần tướng thì không thể được vậy. Vì sao? Vì hơi thở ra vào là thân tướng, còn thọ khổ thọ lạc là tâm tướng. Không thể nói tâm tướng và thân tướng đều là thần tướng được vậy. Ngoài ra, chẳng có thể nói tâm và thân có ngã hay không có ngã được. Vì sao? Vì nói như vậy là chẳng biết rõ về ngã và về vô ngã, nên biết nơi tự thân, tự tâm cũng như ở nơi tha thân, tha tâm thì cầu ngã cũng đều là bất khả đắc cả, như trong phẩm Như Thị Ngã Văn đã nói rồi. Bởi nhân duyên vậy nên phải quán hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là không, là hư vọng, chẳng thật có, như vậy gọi là pháp niệm xứ.
Niệm xứ có ba nghĩa, đó là tánh niệm xứ, cộng niệm xứ, duyên niệm xứ. Hỏi thế nào gọi là tánh niệm xứ? Đáp: quán tánh niệm xứ là quán trí huệ ở nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Quán trí huệ nơi thân nhiếp về thân niệm xứ, quán trí huệ nơi thọ nhiếp về thọ niệm xứ, quán trí huệ nơi tâm nhiếp về tâm niệm xứ, quán trí huệ nơi pháp nhiếp về pháp niệm xứ. Hỏi thế nào gọi là cộng niệm xứ? Đáp: quán cộng niệm xứ là quán các nhân duyên sanh đạo, dù hữu lậu hay vô lậu, do nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Quán nhân duyên sanh đạo nơi thân nhiếp về thân niệm xứ, quán nhân duyên sanh đạo nơi thọ nhiếp về thọ niệm xứ, quán nhân duyên sanh đạo nơi tâm nhiếp về tâm niệm xứ, quán nhân duyên sanh đạo nơi pháp nhiếp về pháp niệm xứ. Hỏi thế nào gọi là duyên niệm xứ? Đáp: quán hết thảy các sắc do năm căn, xúc năm trần, sanh mười nhập là duyên niệm xứ, nhiếp về thân niệm xứ. Quán sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, duyên sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, sanh ra các cảm thọ là duyên niệm xứ, nhiếp về thọ niệm xứ. Quán sáu căn, duyên sáu trần, sanh ra sáu thức là duyên niệm xứ, nhiếp về tâm niệm xứ. Quán các tường, duyên các hành, sanh các pháp hữu lậu, hữu vi, vô lậu, vô vi, dẫn đến ba pháp vô vi bất tương ưng là duyên niệm xứ, nhiếp về pháp niệm xứ. Các duyên niệm xứ cũng là tánh niệm xứ, vì đều do tánh trí huệ mà có vậy. Tánh niệm xứ là vô sắc, chẳng thể thấy được, lại cũng là vô đối. Tánh niệm xứ có thể hoặc là hữu lậu hoặc là vô lậu. Nếu là hữu lậu thì là hữu báo, nếu là vô lậu thì là vô báo. Tất cả đều là pháp hữu vi, do nhiếp ngoại nhập mà giả danh có ba đời. Dùng trí huệ biết rõ hữu lậu là có đoạn, vô lậu là chẳng có đoạn, phi đoạn, để từ đó tiến tu các pháp vô cấu. Vô lậu chẳng phải thọ pháp, phi thọ pháp, chẳng do bốn đại tạo thành, phi bốn đại tạo. Hữu lậu niệm xứ tương ưng với nhân hữu lậu, vô lậu niệm xứ tương ưng với nhân vô lậu. Tuy nhiên đối với vô lậu niệm xứ thì tất cả các nhân hữu lậu và vô lậu đều tương ưng cả. Tất cả bốn niệm xứ đều nhiếp sáu niệm thiện, các niệm bất thiện và vô ký thì không thể nhiếp về bốn niệm xứ, hoặc có bốn niệm xứ chẳng phải hữu lậu, bốn niệm xứ phi hữu lậu, hoặc có hữu lậu chẳng phải bốn niệm xứ, hữu lậu phi bốn niệm xứ, hoặc có bốn niệm xứ và cũng có hữu lậu, hoặc chẳng có bốn niệm xứ chẳng phải là hữu lậu, phi bốn niệm xứ phi hữu lậu, đây là vô lậu tánh. Hoặc có bốn niệm xứ cũng hữu lậu mà chẳng phải bốn niệm xứ, phi bốn niệm xứ, đây là trừ hữu lậu tánh. Hoặc có bốn niệm xứ dư tàng hữu lậu phần, dư tàng của bốn niệm xứ là hữu lậu pháp hữu lậu tánh. Hoặc có bốn niệm xứ chẳng phải bốn niệm xứ, phi bốn niệm xứ, đây chẳng phải là hữu lậu pháp, phi lậu, phi hữu lậu pháp và trừ vô lậu tánh. Hoặc có bốn niệm xứ dư tàng ở vô lậu pháp. Cộng niệm xứ chẳng có sắc phi sắc, nhưng vẫn có sắc dư tàng, nên có các nghiệp thân, nghiệp khẩu. Do là phi sắc nên cộng niệm xứ là vô đối, là chẳng thể thấy được, bất khả kiến. Cộng niệm xứ dù là hữu lậu, dù là vô lậu, cũng đều là pháp hữu vi, là hữu lậu niệm xứ. Do vậy nên hữu lậu niệm xứ là hữu báo, vô lậu niệm xứ là vô báo. Cộng niệm xứ trong ba đời nhiếp được các nghiệp thân, nghiệp khẩu và cõi sắc. Còn tàng dư của cộng niệm xứ thì nhiếp được tâm ý thức nội cũng như ngoại. Do tu trí huệ mà biết được hữu lậu là đoạn, vô lậu là chẳng phải đoạn, phi đoạn, để từ đó tiến tu các pháp vô cấu thành đạo quả. Hết thảy ba đời đều chẳng phải thọ pháp, phi thọ pháp. Các nghiệp thân và khẩu là do bốn đại tạo, mà dư tàng chẳng phải do bốn đại tạo, phi đại tạo. Tất cả đều là pháp hữu tướng. Dù là hữu lậu niệm xứ thì niệm xứ ấy cũng là vô lậu. Vì sao? Vì có các nghiệp thân, nghiệp khẩu và tâm, mà tâm chẳng tương ưng với hành. Đây cũng là chẳng có nhân tương ưng, phi tương ưng nhân. Chỉ dùng dư tàng để làm nhân tương ưng mà thôi. Sau khi xả phần niệm rồi, còn lại 5 phần thiện. 5 phần thiện này tùy loại, phần nhiếp 4 niệm xứ và 4 niệm xứ cũng nhiếp 5 phần thiện này. Về duyên niệm xứ, có một niệm xứ là sắc, đó là thân niệm xứ. Còn ba niệm xứ kia chẳng phải là sắc, lại có một niệm xứ có thể phân biệt được, đó là thân niệm xứ. Đối với 10 nhập
thì thân niệm xứ chỉ quán được một, vì có một phần thân niệm xứ là hữu lậu. Thọ niệm xứ cũng có một phần hữu lậu. Tâm niệm xứ nếu tương ưng với ý là hữu lậu, nếu tương ưng với vô lậu ý là vô lậu. Pháp niệm xứ là hữu lậu. Nếu thân niệm xứ hành hữu lậu thiện, hữu lậu bất thiện thì là hữu báo. Còn vô ký thân niệm xứ là vô báo. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ cũng là như vậy. Lại nữa, phải phân biệt hữu vi pháp niệm xứ theo nhân duyên sanh, vô vi pháp niệm xứ thì không theo nhân duyên sanh. Lại nữa, phải phân biệt hữu vi pháp niệm xứ nhiếp cả ba đời, còn vô vi pháp niệm xứ thì không nhiếp ba đời. Lại nữa, phải phân biệt có một niệm xứ nhiếp sắc, đó là thân niệm xứ, còn ba niệm xứ kia nhiếp danh. Có một niệm xứ nhiếp nội nhập, đó là thân niệm xứ, còn ba niệm xứ kia nhiếp cả nội nhập và ngoại nhập. Dùng trí huệ để biết rõ hữu lậu là có đoạn, vô lậu là chẳng có đoạn. Nhờ vậy, khi tu thần niệm xứ mới phân biệt được các pháp thiện nên tu, các pháp bất thiện và vô ký chẳng nên tu. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng là như vậy. Ở nơi tội cấu cũng phải nên phân biệt. Nếu ở nơi thần niệm xứ mà còn nhiễm trước là còn cấu nên phải xả, nếu chẳng còn nhiễm trước là đã được vô cấu. Đối với thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng là như vậy. Cả ba niệm xứ, thần thọ và tâm đều có quả, nhưng riêng pháp niệm xứ có thể có quả hay không có quả. Ví như nói về số duyên tận là quả mà chẳng có quả, phi quả, hữu quả phi, hữu quả. Cả ba niệm xứ, thọ tâm và pháp đều không thọ thân số. Riêng thần niệm xứ nếu đạo về thân số thì có thọ quả, còn nếu không đạo về thân số thì không thọ quả. Vì sao? Vì ba niệm xứ, thọ tâm và pháp chẳng do bốn đại tạo, phi bốn đại tạo. Chỉ riêng thần niệm xứ thì phần lớn do bốn đại tạo, phần nhỏ chẳng do bốn đại tạo. Lại nữa, phải có hai trong bốn niệm xứ mới có tương ưng nhân. Nếu chỉ có một thì không có tương ưng nhân. Trong bốn niệm xứ thì thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ có tương ưng nhân, còn thân niệm xứ không có tương ưng nhân. Trên đây là nói về sáu pháp thiện phần nhiếp bốn niệm xứ, và ngược lại, bốn niệm xứ cũng phần nhiếp sáu pháp thiện. Các pháp bất thiện và vô ký cũng tùy theo chủng lại mà tương ưng. Hỏi thế nào gọi là nội thân, thế nào gọi là ngoại thân? Quán nội thân và quán ngoại thân là đủ rồi, sao còn nói quán nội ngoại thân là gì nữa? Đáp, nội thân là tự thân, ngoại thân là tha thân. Nội thân theo nghĩa hẹp là tự thân, tức là thân của chính mình. Theo nghĩa rộng thì bao gồm luôn những gì ở nơi thân mình. Ngoại thân theo nghĩa hẹp là tha thân, tức là thân của người khác, nhưng theo nghĩa rộng thì bao gồm luôn cả những gì ở bên ngoài thân mình. Ví như năm căn năm tình thuộc về nội thân, năm trần thuộc về ngoại thân, bốn đại tạo sắc nơi thân mình thuộc về nội thân, bốn đại ở bên ngoài thuộc về ngoại thân, đầu mắt chân tay của mình thuộc về nội thân, vợ con ruộng vườn vân vân thuộc về ngoại thân. Người tu hành sau khi quán nội thân rồi phải quán ngoại thân, sau đó lại quán nội ngoại thân làm một tướng, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ví như sau khi quán tự thân mình chứa toàn thứ hư bất tịnh, lại quán thầy người chết tanh hôi xỉnh thối, rồi quán tướng của tử thi làm tướng của tự thân mình, nhờ vậy mà ly được các dục. Cũng ví như khi gặp một người con gái đẹp khiến mình sanh tâm đam mê, thì phải liền quán thân người con gái ấy cũng bất tịnh, chẳng khác gì thân của chính mình, nhờ vậy mà sanh nhàm chán. Lại như do quán nội ngoại thân mà rõ biết thân mình cũng chẳng ngoài bốn đại tạo ra thân mình, và bốn đại ở bên ngoài cũng chẳng khác vậy. Hỏi vì sao nói quán hết thảy các sắc pháp là thân niệm xứ? Đáp, người tu hành cầu ở trong nội thân là có thường là ngã tịnh, thế nhưng sự mong cầu ấy cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì chính ngoại vật là chỗ đắm trước của nội thân. Như vậy, sau khi quán nội thân bất khả đắc rồi, lại phải quán ngoại thân cũng bất khả đắc. Quán nội thân bất khả đắc, quán ngoại thân bất khả đắc chỉ là biệt tướng quán. Này, quán nội ngoại thân đều bất khả đắc là tổng tướng quán, như vậy là đầy đủ quán thân niệm xứ vậy. Hỏi khi quán thọ niệm xứ, làm thế nào để phân biệt nội thọ và ngoại thọ? Đáp, Phật dạy có hai thứ thọ, đó là thân thọ và tâm thọ.
Thân thọ là ngoại thọ, còn tâm thọ là nội thọ. Lại nữa, thọ do năm thức ngoài tương ứng với năm trần là ngoại thọ. Thọ do ý thức tương ứng với nội trần là nội thọ. Do nhân duyên có 12 nhập nên mới có sanh ra các thọ. Bên trong có 6 nội nhập, bên ngoài có 6 ngoại nhập sanh ra các thọ. Tâm thọ trong rất vi tế, còn thất thọ ở ngoài thì thô trọng. Cũng như có 2 thứ thọ khổ ở trong và ở ngoài khác nhau. Khổ ở bên ngoài là thân khổ, còn khổ ở bên trong là tâm khổ. Thân khổ do 400 bệnh gây ra, lại do bị đâm chém, giam cầm, cướp bóc, vân vân. Tâm khổ do sợ hãi, ưu sầu, vân vân. Thân tâm khổ là 2 thứ khổ trong và ngoài hòa hợp. Ý như bị quan quân bắt bớ, giam cầm, bị giặc cướp, bị thú dữ hay gián độc bức bách, bị bão táp, bị lũ lụt, bị sấm sét đe dọa, vân vân, khiến cho cả thân lẫn tâm đều thọ khổ. Lại nữa, thọ do duyên nội pháp là nội thọ, thọ do duyên ngoại pháp là ngoại thọ. Trong kinh có nói đến 108 thứ nội thọ, các thọ khác là ngoại thọ. Hỏi: tâm dùng nội nhập, như vậy làm sao quán được nội tâm? Đáp: tâm dùng nội nhập nhưng lại duyên các pháp ở bên ngoài, bởi vậy nên gọi là nội tâm duyên ngoại pháp. Khi nói nội tâm duyên thì nên biết ý thức là nội tâm, còn năm thức ngoài là ngoại tâm. Tâm nhiếp vào thiền định là nội tâm, còn tâm tán loạn là ngoại tâm. Lại nữa, trong có 5 cái 7 giác chi tương ương tâm là nội tâm, ngoài cũng có 5 cái 7 giác chi tương ương tâm là ngoại tâm. Hỏi: pháp niệm xứ nhiếp ngoại nhập, như vậy làm sao quán được ngoại pháp? Đáp: trừ các thọ ra, ý thức hay duyên các tâm sở pháp, các pháp bất tương ương hành và các vô vi pháp. Các tâm sở pháp nhiếp về nội pháp, các pháp bất tương ương hành và các pháp vô vi nhiếp về ngoại pháp. Như vậy trừ các thọ ra, còn bao nhiêu tâm sở pháp do ý thức duyên đều là nội pháp cả. 2. Bốn chánh cần. Bốn chánh cần gồm có điều ác đã sanh phải trừ dứt, điều ác chưa sanh phải ngăn đừng cho sanh, điều lành chưa sanh phải khiến cho sanh, điều lành đã sanh phải khiến tăng trưởng. Như vậy tu bốn chánh cần hành giả ngăn được hai chủng pháp bất thiện nhóm họp, đồng thời làm nảy sanh và tăng trưởng hai chủng pháp thiện. Nếu tu bốn niệm xứ mà có tâm giải đãi thì các phiền não ngăn che tâm tinh tấn, như vậy sẽ chẳng có được bốn chánh cần. Trái lại, nếu siêng năng tinh tấn tu bốn niệm xứ thì sẽ được đầy đủ bốn chánh cần. Hỏi: các hạnh tu về bốn chánh cần và về tám chánh đạo đều như về tinh tấn giác chi cả, như vậy vì sao tu bốn hạnh nêu trên đây thì được bốn chánh cần, còn tu tám hạnh thì được tám chánh đạo? Đáp: nếu tinh tấn tu bốn hạnh nêu trên đây thì được tâm rõ mãnh, chẳng còn lầm lạc nên gọi là chánh cần. Được đầy đủ bốn chánh cần rồi, nếu tinh tấn tu thêm bốn pháp nữa thì tâm càng rõ mãnh thêm, càng kiên cố thêm, khiến chẳng còn sợ đạo về tà pháp nên vào được chánh đạo. Như vậy là bốn hạnh tinh tấn này cộng thêm bốn hạnh tinh tấn nữa là nhân duyên sanh chúng đạo. Cũng nên biết rằng khi tu bốn chánh cần, hành giả có thể sanh loạn tâm. Nếu lúc bấy giờ hành giả lấy định để nhiếp tâm và thì sẽ được như ý túc. Ví như món ăn thiếu muối chẳng có vị, nếu có thêm chút ít muối liền trở thành thơm ngon. Lại ví như người đi đường xa phải tìm ngựa tốt, sẽ đi được đến nơi nhanh chóng theo như ý mong muốn. Người tu hành cũng vậy, tu bốn niệm xứ để được thật trí huệ, tu bốn chánh cần để được chánh tinh tấn làm cho trí huệ tăng trưởng thêm lên. Nên tu bốn chánh cần mà thường nhất tâm không để tán loạn thì sẽ được như ý túc. 3. Bốn như ý túc. Bốn như ý túc gồm có dục như ý túc, niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, tư duy như ý túc. Nếu khi tu bốn chánh cần mà trí huệ còn kém thì phải tu thêm bốn định để nhiếp tâm. Tâm có định thì trí huệ mới được nhu nhuyễn viên mãn. Bởi nhân duyên vậy nên gọi bốn định này là bốn như ý túc. Hỏi: vì sao không gọi bốn niệm xứ, bốn chánh cần là như ý túc? Đáp: dù lực tinh tấn và lực trí huệ nhiều, nhưng nếu lực thiền định còn ít thì chưa có thể được như ý túc, phải lấy tư duy làm chủ mới được vào định. Có định đầy đủ rồi mới sanh khởi, mới duyên khởi sanh đạo, dù là hữu lậu, dù là vô lậu. Nếu dùng định cùng với năm thiện căn rộng phân biệt các pháp hữu lậu và vô lậu thì gọi là cộng như ý túc.
Nếu làm chủ được cả bốn định thì gọi là tánh như ý túc. 4. Năm căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Hỏi: năm căn có ý nghĩa gì? Đáp: nếu có lòng tin vững chắc nơi đạo pháp khiến từ đó phát sinh nhiều hạnh lành thì gọi là có tín căn. Nếu thường xuyên năng tinh tấn cầu đạo pháp hành các hạnh lành thì gọi là tấn căn. Nếu thường niệm đạo chẳng niệm gì khác thì gọi là có niệm căn. Nếu thường nhất tâm niệm đạo không hề tán thán loạn thì gọi là có định căn. Nếu thường tu quán chiếu khiến trí huệ được tăng trưởng, sáng suốt lanh lợi nhu nhuyễn thì gọi là có huệ căn. 5. Năm lực. Năm lực gồm có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Khi năm căn đã được tăng trưởng vững mạnh rồi sẽ trở thành năm sức mạnh, chẳng gì có thể phá hoại được, gọi là năm lực. 6. Bảy giác chi. Bảy giác chi gồm niệm giác chi, trạch giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, trừ giác khắc chi, tức khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi là bảy phần giác, họp lại thành quả bồ đề. Bởi vậy nên bảy giác chi còn được gọi là bảy giác phần hoặc bảy bồ đề phần. Trong bốn niệm xứ cũng có nghĩa của bảy giác chi bao gồm cả các pháp hữu vi và các pháp vô vi. Nếu ở pháp vô vi thì là vô sắc, vô đối, vô lậu nên chẳng có thể thấy được. Nếu ở pháp hữu vi thì làm duyên khởi nhiếp các pháp thiện trong ba đời, đây là nhiếp ngoại nhập. Nếu tu huệ thì rõ biết được là bất khả đoạn, vì là chẳng có đoạn phi đoạn. Nếu tu vô cấu thì cũng có quả mà chẳng có thọ pháp, phi thọ pháp, vì chẳng pháp do bốn đại tạo thành, phi bốn đại tạo tuy có thượng pháp mà chẳng có tương ưng nhân. Có hai pháp thiện nhiếp bảy giác chi, còn các pháp bất thiện và vô ký thì không nhiếp bảy giác chi. Như vậy, bảy giác chi cũng hàm chứa trong bốn niệm xứ vậy. Bảy, tám thánh đạo. Tám thánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám thánh đạo còn gọi là tám chánh đạo, là tám con đường chánh. Theo tám con đường này mà tu tập thì sẽ được thoát khổ, sẽ đến được cõi niết bàn an lạc. Tu bốn niệm xứ huệ căn huệ lực sẽ được chánh kiến, tu trạch giác chi sẽ được chánh tư duy. Khi quán vô lậu thánh đế, tâm được tương ưng với vô lậu huệ, biết chủ lượng các phương tiện chánh đáng nên cũng được chánh tư duy. Tu bốn chánh cần, tu tinh tấn giác chi sẽ được chánh tinh tấn. Tu bốn niệm xứ, tu niệm giác chi sẽ được chánh niệm. Được bốn như ý túc, định căn định lực, định giác chi là có được chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Khi được chánh mạng rồi dùng vô lậu huệ xả năm tà mạng, cũng nên biết năm làm việc nêu sau đây. Năm việc làm nêu sau đây là những việc làm không chánh đáng nên gọi là tà mạng. Đó là vì lợi dưỡng mà hiện các pháp thuật kỳ lạ nhằm mê hoặc người khác. Vì lợi dưỡng mà phô trương các công đức của mình. Vì lợi dưỡng mà xem bói toán đoán vận mạng tốt xấu để nhằm mê hoặc người khác. Vì lợi dưỡng mà hiện những oai nghi khiến người khác sợ hãi phải cung kính cúng dường mình. Vì lợi dưỡng mà tán thán sự cúng dường thúc đẩy người khác đem tài vật cúng dường để nuôi sống mình. Nói tóm lại, tám thánh đạo gồm tám chánh hạnh chia ra làm ba nhóm. Ba hạnh thuộc về giới, ba hạnh thuộc về định, hai hạnh thuộc về huệ. Trước đây đã nói về định phần và huệ phần, nay nói về giới phần. Giới phần thuộc về tánh sắc nên chẳng có thể thấy được. Giới phần duyên khởi cả ba đời, tu pháp vô cấu sẽ được quả của giới phần. Trong ba giới phần có một giới phần nhiếp các pháp hữu lậu thiện, các pháp hữu lậu thiện, các pháp hữu lậu bất thiện và vô ký không nhiếp về giới phần, còn các pháp vô lậu thiện đều nhiếp về cả ba giới phần. Sau đây là phần trình bày về tiến trình tu tập 37 phẩm trợ đạo theo pháp Thanh Văn và theo đạo và theo pháp Bồ Tát. 5. À, tiến trình tu tập 37 phẩm trợ đạo theo pháp Thanh Văn. Trong A Tỳ Đàm nói về tiến trình tu tập 37 phẩm trợ đạo như sau. Ở sơ thiền có đủ cả 37 phẩm, khi trừ vào sơ thiền chỉ có 36 phẩm trừ hỷ giác chi. Vào nhị thiền có 36 phẩm trừ chánh hạnh,
ở chặng giữa tam thiền và tứ thiền có 35 phẩm trừ hỷ giác chi và chánh hạnh. Vào ba định vô sắc có 32 phẩm trừ hỷ giác chi, chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nơi hữu đảnh có 22 phẩm trừ 7 giác chi và 8 thánh đạo. Ở dục giới cũng có 22 phẩm. Tất cả những nghĩa nêu trên đây là y theo pháp thanh văn mà biệt giải. B. Tiến trình tu tập 37 phẩm trợ đạo theo pháp Bồ Tát. Hơn hết thầy thanh văn và bích chi Phật, Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo nhằm vào Bồ Tát vị lần lần được nhất thiết trí. Một tu bốn niệm xứ, quán thân niệm xứ. Bồ Tát quán thân là vô thường, là khổ, đầy giấy bất tịnh và biết rõ do nhân duyên đời trước đã tạo nhiều nghiệp hữu lậu nên đời nay mới phải thọ thân bốn đại này. Ví như chiếc xe có hai bánh do sức trâu kéo di chuyển từ đời này sang đời khác. Chiếc xe dụ cho chúng sanh, sức trâu dụ cho thức, hai bánh xe dụ cho hai đời nhân duyên. Bồ Tát quán thân là vô thường phá hoại nên là bất khả đắc. Thân đời trước, thân đời nay, thân đời sau cũng đều bất khả đắc cả. Bồ Tát lại quán trong thân có tám vạn côn trùng phá hoại thân. Quán thân bị các khổ nạn như đói khát, nóng lạnh, bệnh hoạn thường xuyên làm khổ thân. Bồ Tát lại quán thân này chẳng tự tại là tự tướng không, chỉ do các duyên hòa hợp mà giả lập ra có thân vậy. Quán như vậy rồi, Bồ Tát tự nghĩ rằng, ta chẳng nên tiếc thân mạng. Vì sao? Vì thân nghiệp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có đến, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Bồ Tát lại quán thân là vô ngã nên là tự tướng không. Vì là tự tướng không nên chẳng có tướng nam, tướng nữ. Tất cả các tướng của thân này đều chẳng phải hai, chẳng phải khác, đều là vô tướng. Bồ Tát quán như vậy và được nhà Bồ Tát biết rõ thân là vô tác. Chỉ do các nhân duyên hòa hợp sanh nên là hư vọng, chẳng thật có. Bồ Tát lại quán nơi các nhân duyên cũng chẳng có tướng nhân duyên, lại quán sanh cũng chẳng có tướng sanh. Bồ Tát tư duy như vậy nên biết rõ thân này từ vô thủy đến nay là vô tướng, vô tác, vô sanh. Thế nhưng phàm phu do mê muội chấp thân này là thật có. Quán thân như vậy là quán thật tướng của thân, xa lìa để các nhiễm trước thường buộc niệm vào thân vậy. Như vậy là lược nói về quán thân niệm xứ của Bồ Tát. Quán thọ niệm xứ. Bồ Tát quán nội thọ có ba thứ là khổ lạc, phi khổ lạc. Bồ Tát lại quán các thọ khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu. Các thọ chỉ do vọng tưởng điên đảo sanh và do quả báo nghiệp từ đời trước. Bồ Tát lại quán các thọ là không, là vô ngã, là vô thường, là phá hoại, dẫn đến quán các thọ trong ba đời cũng đều là không, là vô tướng, là vô tác. Bồ Tát quán như vậy nên vào được ba giải thoát môn. Như vậy là lược nói về quán thọ niệm xứ của Bồ Tát. Quán tâm niệm xứ. Bồ Tát quán tâm có ba tướng sanh trú diệt, nhưng cũng rõ biết khi sanh tâm chẳng từ đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu. Chỉ do các nhân duyên trong và ngoài hòa hợp mà có sanh vậy thôi. Bồ Tát biết rõ tâm chẳng thật có, ở cả ba đời tâm là bất khả đắc. Do ngoài có sáu trần làm nhân duyên mà sanh có các tưởng điên đảo về tâm, tưởng có tâm tương tục sanh diệt mà gượng ép nói có tâm vậy thôi. Thật sự muốn tìm tâm chẳng sao có thể tìm được. Vì sao? Vì tướng tâm là bất khả đắc, tướng tâm là vô tướng vậy. Trước sau, tâm cũng chẳng phải là thật pháp, tâm là vô sắc vô hình, chỉ do điên đảo vọng tưởng mà sanh có tâm. Thật ra, tâm là không, là vô ngã, là vô ngã sở, là vô thường, là chẳng thật có. Đây là do tùy thuận tâm quán mà biết tâm là vô sắc, nên vào được trong tâm vô sắc pháp vậy. Người trí quán các tướng tâm sanh cũng như diệt đều là bất khả đắc. Khi chẳng còn phân biệt cấu tịnh nữa thì tâm trở nên thanh tịnh. Khi tâm trở nên thanh tịnh rồi thì chẳng còn bị các khách trần từ bên ngoài làm ô nhiễm nữa. Quán pháp niệm xứ. Bồ Tát quán hết thảy pháp, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa, chẳng phải có trong ba đời mà chỉ theo các nhân duyên hòa hợp sanh, nên tướng của pháp là bất khả đắc. Các pháp đều là như huyễn, hư vọng, tánh của các pháp vốn là thanh tịnh chẳng có nhiễm ô. Lại nữa, pháp chẳng có thể biết được, chỉ do các tâm và các tâm sở pháp mà vọng chấp có tâm vậy. Bồ Tát quán các pháp đều là không,
là vô ngã do các nhân duyên hòa hợp sanh. Vì là tự tánh không nên là vô tướng, vì là vô tướng nên là vô tác. Bồ Tát quán như vậy nên chẳng thấy có pháp được thật trí huệ và được vô sanh pháp nhẫn. Người trí tùy tại các pháp tướng là không niệm thần thọ tầm pháp, mà chẳng chấp có niệm nên được vô sở niệm vậy. 2. Tu bốn chánh cần cũng như tu bốn niệm xứ, Bồ Tát phân biệt quán không, quán vô sở hữu. 3. Tu bốn như ý túc như tu bốn niệm xứ và bốn chánh cần. 4. Tu năm căn, tu tín căn, Bồ Tát tin hết thảy pháp đều do nhân duyên hòa hợp sanh, mà phàm phu do điên đảo chấp cho là các pháp đều thật có vậy. Bồ Tát lại tin hết thảy các pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là biến hoại, lại tin hết thảy các pháp là không, nên là vô tướng, là vô tác, là bất sanh, bất diệt. Do tin hết thảy các pháp là không, là vô tướng, là vô tác, nên tinh tấn tu trì giới thiền định trí huệ được giải thoát tri kiến, được tín căn thanh tịnh. Được tín căn thanh tịnh rồi, Bồ Tát dùng tín căn làm dẫn đạo chú trì trong giới pháp, nhất tâm tìm nơi nghiệp quả báo, khởi thọ pháp Phật, tìm kính chúng tăng chú trong Phật đạo, thành tựu được tâm nhu nhuyễn nhẫn nhục, thông đạt vô ngại. Như vậy gọi là được đầy đủ tín căn. Tu tấn căn, Bồ Tát ngày đêm thường tinh tấn chử năm cái, nhiếp hộ năm căn, nghe kinh pháp, đọc tụng, biết chép kinh pháp, xa lìa các pháp bất thiện, siêng năng tinh tấn hành đạo, được tránh tinh tấn thiện căn. Như vậy gọi là được đầy đủ tấn căn. Tu niệm căn, Bồ Tát thường nhất tâm niệm muốn được đầy đủ sáu pháp ba la mật, thường nhất tâm niệm bốn thánh đế, năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, thiền định giải thoát, lại thường nhất tâm niệm các pháp bất sanh bất diệt. Bồ Tát niệm như vậy được vô sanh trí, đầy đủ các pháp thập thâm, được thanh tịnh quán hạnh, chẳng quên các pháp. Như vậy gọi là được đầy đủ niệm căn. Tu định căn, Bồ Tát khéo biết vào định, chú định và sanh định. Bồ Tát ở trong định mà chẳng sanh đắm chấp định vị, khéo biết chỗ duyên nên tự tại dạo chơi trong các cảnh thiền định, xuất nhập các thiền định một cách vô ngại tự tại. Như vậy gọi là được đầy đủ định căn. Tu huệ căn, Bồ Tát biết rõ khổ và tập thánh đế, thành tựu trí huệ đi các pháp niết bàn ở trong ba cõi mà chẳng có đắm chấp, vì biết rõ ba cõi đều là vô tướng vô tác, lại thường ở trong ba giải thoát môn cần cầu Phật pháp, được trí huệ giải thoát, lại thường ở trong chốn dục lạc mà tâm thường ly năm dục, được trí huệ tự tại. Bởi vậy nên Bồ Tát ở trong thế gian mà chẳng sanh ưu phiền, ở trong niết bàn mà cũng chẳng sanh hoan hỷ. Như vậy gọi là được đầy đủ huệ căn. Bồ Tát đầy đủ năm căn rồi, khéo biết tướng của các căn của các chúng sanh, biết những chúng sanh có nhiễm dục căn, có sân nhuế căn, có ly sân nhuế căn, có ngu si căn, có ly ngu si căn, lại biết có những chúng sanh sẽ phải đọa vào địa ngục, hoặc sẽ sanh làm ngạ quỷ, làm súc sanh, hoặc sẽ sanh làm người, làm trời, lại biết có những chúng sanh có lợi căn, có đội căn, có tội căn, có vô tội căn, lại biết có những chúng sanh sanh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, lại biết những chúng sanh có thiện căn dày hoặc có thiện căn mỏng, lại biết có những chúng sanh có tâm xả hoặc tâm bất định, hoặc có tâm san tham, hoặc có tâm bố thí, hoặc có tâm sân nhuế, hoặc có tâm nhẫn nhục, lại biết những chúng sanh biết cung kính tam bảo hoặc không biết cung kính tam bảo, lại biết những chúng sanh chỉ giới tịnh hoặc phá giới, lại biết những chúng sanh tinh tấn hoặc giải đãi, lại biết những chúng sanh ngu si hoặc có trí huệ, những chúng sanh biết sợ hoặc không biết sợ, những chúng sanh tăng thượng mạng hoặc không tăng thượng mạng, những chúng sanh đọa về tà đạo hoặc không đọa về tà đạo, vân vân. Bồ Tát tu đầy đủ năm căn như vậy nên phá sạch hết thảy phiền não, thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh. Năm tu năm lực, Bồ Tát tu năm căn đầy đủ được vô sanh pháp nhẫn, lúc bấy giờ năm căn trở thành năm lực, khiến các hàng thiên ma chẳng còn có thể phá hoại tâm Bồ Tát được nữa. 6. Tu bảy giác chi, Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng khởi niệm nên được thành tịnh niệm giác chi. Vì sao? Vì hết thảy các pháp dù là thiện, dù là bất thiện, dù là vô ký cũng đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát thấy rõ các pháp đều là bất khả đắc nên được thanh tịnh trạch giác chi. Bồ Tát chẳng vào trong ba cõi, phá hủy hết thảy các giới trong các giới tướng nên được thanh tịnh
tinh tấn giác trì. Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp thường định, chẳng có loạn nên được thanh tịnh định giác trì. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng có ý trì nên được thanh tịnh xả giác trì. Tóm lại, Bồ Tát ở nơi bảy giác trì đều quán không, như vậy gọi là được đầy đủ bảy giác trì. Sở dĩ chỉ nói lược về bảy giác trì này vì trước đã luận giải nhiều về các hạnh tinh tấn, niệm, định và huệ rồi. Do quán thật trí huệ mà được chân hỷ. Được chân hỷ do trước đã trừ hết các thô tâm và sau trừ hết các pháp tướng nên được chân tâm khoái lạc. Như vậy là có trừ giác trì rồi mới có được hỷ giác trì. Lại nữa, khi quán vô thường, khổ, không, vô ngã, quán sanh diệt, quán bất sanh diệt, quán có, hữu, quán không, vô, quán chẳng phải có, phi hữu, quán chẳng phải không, phi vô, thì phải tu hạnh xả. Như vậy là được xả giác trì. 7. Tu tám thánh đạo, tu chánh kiến. Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng có trú, tức là trú nơi vô sở trú vậy. Như vậy gọi là được đầy đủ chánh kiến. Tu chánh tư duy, Bồ Tát quán tướng của tư duy, rõ biết hết thảy tướng tư duy đều là tà, nên đoạn được hết thảy tướng tư duy phân biệt. Như vậy gọi là được chánh tư duy. Bồ Tát chánh tư duy như vậy còn phân biệt chánh và tà, vì quán hết thảy các pháp đều bình đẳng nên chẳng còn sanh tâm chấp đắm. Tu chánh ngữ, Bồ Tát suy nghĩ, lời nói tự nói chẳng có tướng, khi hết thảy nghiệp khẩu đã diệt rồi thì mới là thật tướng của ngôn ngữ, như vậy gọi là được đầy đủ chánh ngữ. Bồ Tát có thật ngữ, nên mỗi khi nói năng đều trú trong thật tướng. Trong kinh có nói, Bồ Tát trú trong chánh ngữ, thường giữ nghiệp khẩu thanh tịnh. Bồ Tát biết rõ thật tướng của ngôn ngữ, nên tùy có nói năng mà không hề đoạn về tả ngữ. Tu chánh nghiệp, Bồ Tát tu chánh nghiệp rõ biết hết thảy các nghiệp đều bất khả đắc. Hỏi, nếu nói nghiệp là không thì vì sao Phật có thuyết về thiện nghiệp và ác nghiệp? Đáp, đây là tùy theo căn trí của chúng sanh mà Phật phương tiện nói như vậy. Ở nơi thật tướng hết thảy các nghiệp thiện và ác đều là tự tướng không cả. Hỏi, nếu nói chẳng có ba đời thì làm sao có chỗ thọ nghiệp? Đáp, tướng quá khứ, tướng hiện tại, tướng vị lai đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy nên ở nơi một thời chẳng có chỗ thọ nghiệp. Bồ Tát quán hết thảy các nghiệp đều bình đẳng vô sai biệt, chẳng chấp chánh nghiệp là thiện, cũng chẳng chấp tà nghiệp là ác, chẳng chấp có hành chánh nghiệp, không hành tà nghiệp. Như vậy nên được thật trí huệ gọi là được chánh nghiệp. Vì sao? Vì trong bình đẳng pháp chẳng có chánh, có tà. Bởi như vậy mới thật là như thật biết về các nghiệp. Vì như thật biết các nghiệp nên người trí chẳng có tạo nghiệp, cũng chẳng bỏ nghiệp, thường ở trong chánh nghiệp, chẳng có tà nghiệp, như vậy gọi là đầy đủ chánh nghiệp. Tu chánh mạng, Bồ Tát trú nơi thật trí huệ, chẳng chấp chánh mạng, cũng chẳng xả tà mạng, chẳng chấp chánh pháp, cũng chẳng trú tà pháp. Bồ Tát thường trú trong thanh tịnh thật trí huệ, nhập vào Bồ Tát vị, chẳng thấy có chánh mạng, cũng chẳng thấy có tà mạng. Bồ Tát hành thật trí tuệ như vậy, nên gọi là có chánh mạng. Tu chánh tinh tấn, tu chánh niệm, tu chánh định đã nói trước đây rồi. Như vậy là Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo hơn hết thảy hàng thành văn và bích chi Phật, và Bồ Tát vị lần lần được nhất thiết chủng trí. Hết quyển 19.